vị khán giả của đài truyền hình SBTN. À, kính thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật pháp và xã hội cùng với Nguyễn Ngọc Diệu và luật sư Trần Văn Hòa. Và cũng như mỗi tuần, anh em chúng tôi gửi đến quý vị về vấn đề di trú. À, kính chào luật sư Hòa. Vâng, xin chào Ngọc Diệu và xin chào quý vị tại đây cũng chúng tôi cũng thường hay nhắc là khi nói chuyện di trú thì nó bao gồm như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ còn khi nói chuyện những luật pháp khác thì đó là luật của tiểu bang California mà thôi và thêm một điều nữa là chúng tôi ráng update ráng đưa những cái cập nhật hóa mới đến để cho quý vị nghe để tìm hiểu thêm về luật pháp của Hoa Kỳ À, vì thế giữa chúng tôi quý vị không có một sự ràng buộc của người luật sư một người thân chủ. à, nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc nên đưa đặt thẳng đến chúng tôi hoặc những văn phòng luật sư khác để mà nắm vững uh, câu chuyện trước khi mình ký tay mình làm một câu chuyện gì xin cảm ơn quý vị thưa luật sư Hoài trước khi chúng ta vô những cái vấn đề uh, về du dự, trú dự thì Ngọc Diệu có được một cái lá thơ của một người uh, uh, một người gửi vô ở trong email thì cô ta định cư ở Canada Toronto là trong 5 năm thì năm 2008 đó khi còn ở khi còn khi mà cô đi đi qua bên Mỹ chơi với đứa con trai là 10 tuổi thì cô có làm một cái giấy cho con cho một người em gái. Cái tình tiết như thế nào thì trong đó chúng tôi không có được rõ lắm. nhưng mà sau đó đó sau khi mà cô mang đứa con 10 tuổi qua cho một người em gái để làm con nuôi thì những cái năm sau đó thì lãnh sự Mỹ không cấp giấy visa cho cô qua đây theo diện du lịch hoặc là bất cứ một cái gì cũng như là ngày xưa cô hay đi qua cũng như luật sư Hòa biết là từ Canada qua Mỹ nó rất là dễ cũng như bên Anh bên châu Âu hoặc là những cái nước đi qua Mỹ thì rất là dễ hầu như không có cần phải visa nữa nhưng mà đối với cô này thì không còn được cái quyền đó thì cô muốn hỏi rằng cái trường hợp của cô thì có thể làm như thế nào và bây giờ con trai đã hơn 18 tuổi và đã có quốc tịch Mỹ rồi thưa luật sư Hoàng Vâng thưa Ngọc Diệu và thưa quý vị thì theo như cái câu hỏi của cô đây ở Canada thì trước hết là vấn đề mà bảo lãnh cha mẹ của mình khi mà một người cha mẹ mà đã cho đứa con nuôi đã cho đứa con đi rồi đó cho vào một gia đình khác thì coi là nó không nằm trong cái tức là không có nằm trong là người con của mình để trên phương diện về vấn đề bảo lãnh À, cái đó là cái thứ nhất, mà, còn cái thứ hai nữa là khi mà muốn bảo lãnh cha mẹ đó, là những đứa nhỏ là phải 21 tuổi thì mới bảo lãnh được. Bởi vì ở đây đó trường hợp này là cái người mẹ này đã cho đứa con đi rồi thì trên phương diện bảo lãnh thì chắc chắn là sở di trú Mỹ họ sẽ không có cho à, để cái đứa nhỏ này sẽ bảo lãnh mình qua bên Mỹ với phương diện là đi uh, di dân, uh, diện mẹ con phải không? Đúng không? Là, diện mẹ con. Diện, uh, di dân, immigration đó. Rồi cái phần thứ hai là cô nói về vấn đề mà đi xin visa mà mà ngắn hạn thì cũng bị từ chối thì cái này thì có lẽ là chắc là cô là phải viết email để cho chúng tôi hoặc là gọi phone lại đến chúng tôi để mà tôi nắm vững cái câu chuyện như thế nào mà tại sao họ từ chối tại vì tôi được biết giống như nãy ngọc diệu có nói là những cái nước mà thân quen với mỹ nằm trong cái chương trình gọi là visa waiver giống như những nước rất là nhiều nước âu châu canada úc nhật rồi, thí dụ như vậy à, thì khi mà họ vào nước mỹ họ không cần phải đi theo cái chương trình visa họ chỉ mua vé máy bay rồi trong cái visa waiver rồi cái đó nó cho mình đi thôi thành ra trường hợp đây mà nếu mà họ cấm thì có lẽ là ở trong cái hồ sơ của mình nó bị một cái vết đen vết đỏ nào đó họ đã đánh dấu vô bởi vì có thể mình làm một cái chuyện gì đối với sở di chú mỹ là mình làm một cái chuyện gì gian lận mờ áo như thế nào đó thì nếu mà quý vị cô này nên liên lạc với chúng tôi để mà tôi tìm hiểu thêm cái câu chuyện như thế nào thì may ra mình mới có một câu trả lời nó rõ ràng hơn nó ngọc diệu cảm ơn luật sư hòa thưa cô nếu mà cô có dịp coi được cái đài này ở trên sbtn uh, chúng tôi biết là nó có qua tới cái vùng canada thì cô cứ uh, um, lấy những cái ý kiến luật sư hòa mới đưa hoặc là gửi email thẳng về cho chúng tôi tại hòa usd luật sư com hoặc là diệu usd luật sư com chúng tôi sẽ trả lời cô một cách uh, Uh, kỹ lưỡng hơn và sẽ cần hỏi cô những cái thông tin gì cần thiết hơn là một cái email nó ngắn gọn như thế này và cảm ơn cô đã uh, theo dõi chương trình trở lại với chương trình thưa luật sư hòa vậy thì uh, cho gần đây những cái uh, những cái vấn đề mà đi qua mỹ và những vấn đề mà gian lận như luật sư hòa uh, cũng biết là có cái ông nào mới bị bị bồi thường 3 triệu là như thế nào thưa luật sư hòa Vâng, thưa Ngọc Diệu và quý vị thì nếu mà quý vị đọc báo chí gần đây thì quý vị cũng biết là cái ông Mỹ da trắng này làm việc ở bên lãnh sự quán bên Sài Gòn Việt Nam mình trong vòng mấy năm qua thì đã làm gian lận có thể là khoảng chừng 500 cái visa, mình tạm gọi là bán bán visa. Tức là mình phải bỏ một cái số tiền vài chục ngàn, bốn năm chục ngàn đó để mà đưa vô để đút lót cho ông này. Rồi ông này đút lót ông làm sao đó để mà những cái visa, những trường hợp mà khó đi thì được đi Mỹ thì cái ông này đã bị bắt cũng khoảng 2 3 năm qua rồi mà bây giờ họ mới chính thức họ tuyên án là ông này là phải tù 5 năm và phải đóng tiền phạt là 3 triệu. thì bây giờ cái trường hợp đó là ông đó ông có chơi ông có chịu mặc kệ ông thôi mình không cần biết làm gì. Bây giờ mình nói đến trường hợp mà của những người Việt Nam mình mà mình đi qua bên Mỹ một cách chính đáng đàng hoàng nhưng mà có thể là mình không có biết bị những cái văn phòng dịch vụ họ lợi dụng mình họ lấy tiền của mình rồi bây giờ mình nằm trong cái list là list an gian như thế thì họ sẽ điều tra tới với mình thì mình phải làm như thế nào? À, với tôi trong cái phương diện đó là một người luật sư mà về bên vấn đề hình sự cũng những vấn đề di trú đó là mà nếu mà mình ở nước Mỹ một thời gian thì mình được biết là theo tu, tu chứng án số 5 của nước Mỹ được The men Amendment đó có nghĩa là quý vị có quyền giữ im lặng Bởi vậy khi mà bị những người cảnh sát, không những cảnh sát địa phương, cảnh sát liên bang, cảnh sát di trú mà phỏng vấn tới mình đó mà mình nghi có những cái vấn đề gì hoặc là không thể là nghi nữa thì mình cứ bình thường tôi được học và được khuyên là khi bất thình lình mà mình không có gọi cảnh sát mà tự nhiên cảnh sát tới họ phỏng vấn mình thì mình phải đặt một cái câu hỏi mình phải chuẩn rất là cẩn thận với lời nói của mình mà nếu mà mình không biết cách trả lời thì tốt nhất là mình cứ nói là chúng tôi không muốn nói gì hết tôi muốn tham khảo với luật sư của chúng tôi mặc dù quý vị không có luật sư nào cả chỉ nói là chúng tôi muốn tham khảo luật sư của chúng tôi trước trước khi tôi trả lời bởi vì trong cái hịt tu chính án, cái này là cái quyền lợi của mình à, Tại sao những người người ta có tiền, người ta muốn luật sư, người ta cãi hồ sơ, người ta thắng Mà mình không có tiền rồi mình khai tù lung tà la Rồi để cuối cùng mình uh, vô tội, tình ngay lý do mà mình lại bị trở thành là mình có tội Mình phải đi tù, mình phải bị mất thẻ xanh phải bị trục xuất về Việt Nam à, Bởi vậy là cái lời khuyên của tôi đó là khi mà mình không gọi cảnh sát Mà cảnh sát, bất cứ cảnh sát loại nào, uh, local, địa phương, tiểu bang, liên bang, sở di trú bất tình lệ họ tới phỏng vấn mình thì mình nói là tôi muốn nói chuyện với luật sư riêng của tôi à, cái đó là cái quyền lợi của mình cái đó là cái lời khuyên của nếu tôi nếu mà như vậy thưa luật sư hòa tại vì um, có những trường hợp là bảo lãnh vợ hoặc chồng qua bên mỹ thì họ cũng đã có vài trường hợp là đêm hôm đó cảnh sát um, ở liên bang cảnh sát liên bang xong vô trong nhà có thể khám xét là người chồng hay người vợ có ở trong nhà đó hay không và họ coi quần áo có ở trong tủ hay không vậy thì nếu như mà một cái người cảnh sát mà vô trong nhà không có một cái lệnh gọi là cái cái cái, 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 cái trát tòa hoặc là cái cái quan thì và họ chỉ tới họ chỉ tới và không có một cái ngày giờ gì hết nửa đêm với cái tu chính án số 5 đó đó chúng ta có thể ngăn họ chúng ta có thể nào mà từ chối không cho họ bước vô nhà hoặc là chúng ta có thể gọi luật sư ngay lúc đó hoặc là như thế nào được không thưa luật sư Hoàng? Vâng, thưa Ngọc Diệu và quý vị thì để tôi tách cái này ra một chút xíu cho nó hơi rõ ràng một chút xíu à, những cái loại cảnh sát khác, ví dụ mình nói là police, sheriff, FBI, uh, marshal, tức là những cái loại mà cảnh sát đi về truy tố đó, tức là mình tạo những tiếng Việt Nam giống như là cảnh sát của thành phố, tức là cảnh sát địa phương, cảnh cảnh sát, có quận hạt hoặc là state police, cảnh sát tiểu bang California Highway Patrol. Hoặc là FBI là cảnh sát liên bang hoặc là Marshall cũng là một loại dạng cảnh sát liên bang họ điều tra mình thì chắc chắn là mình có quyền từ chối rồi đã qua bên cái phương diện thứ hai đó là bên cảnh sát về di trú ở đây đó trường hợp của mình giống như vấn đề vợ chồng mình là cái người đi xin thẻ xanh thí dụ mình lập gia đình với ông chồng với bà vợ à, mình chưa có thẻ xanh mình không phải là quốc tịch mỹ mình đi xin thẻ xanh thì người ta có quyền ta phỏng vấn mình nhưng mà mình cũng có quyền từ chối không cho người ta bước vào nhưng mà nếu mà mình không cho người ta bước vào thì cái hồ sơ của mình họ sẽ đặt một câu hỏi tại sao mình có cái gì giấu để mà mình không cho người ta bước vào thì cái đó là một cái quyết định của mình hoặc là nếu mình có thời giờ mà mình có luật sư riêng của mình mình có thể gọi thẳng tới luật sư của mình để mà mình à, trong khi người ta chờ đợi tại vì theo như luật của nước mỹ đó là họ phải có trát án có warrant mới được vô nhà mình nhưng phải bất thành lình mà họ gõ cửa họ đạp cửa họ vào họ phải có giấy tờ họ mới vào được à, thì cái trường hợp ở đây đó là mình phải suy nghĩ coi là mình có cho nên cho họ vào hay không tại mình là cái người đi xin thẻ xanh nếu mình không cho họ vào thì bắt buộc là họ sẽ nghi ngờ thì có thể họ sẽ đến lần sau nhưng mà họ họ sẽ nghi ngờ cái hồ sơ của mình mình có cái gì mình giấu ở đây hay sao mà tại sao không cho họ vô để họ họ ngó coi vấn đồng vấn đề vợ chồng nếu mà vợ chồng thì đương nhiên phải có chồng phòng chung với nhau có quần áo chồng của áo vợ đó là cái vấn đề là cái khúc mắc ở chỗ đó là mình là phải make cái, làm một cái quyết định cuối cùng ở đó còn nếu mà những loại cảnh sát khác thì mình sẵn sàng À, mình có toàn quyền mình mình từ chối mà nếu mà họ nghi ngờ nữa thì họ lại phải uh, xin cái chữ ký của quan tòa mà khi mà họ xin chữ ký quan tòa không phải là họ xin là được. Tại khi mà họ xin chữ ký quan tòa thì quan tòa phải phải coi vô coi là họ đến cái giờ giấc này có đúng hay không hay là có có một số những cái bằng chứng là probability tức là bây giờ người ta muốn vô search nhà mình người ta nghi nhà mình có xì ma túy thì phải có một cái cái một cái probability tức là có phải có một cái gì đó để họ tự nhiên họ search nhà mình chứ thí dụ như nhà tôi một nhà bình thường không bao giờ hút xì ke ma túy không có người lạ ra mặt ra vào chỉ có vài vợ chồng vài người lớn rồi vậy thôi mình không có một cái gì hết mà tự nhiên họ đập cửa họ vào nhà mình mình không cho vào họ xin giấy trap của quan tòa chắc chắn quan tòa cũng không có cho không có ký tờ giấy đó tại vì mình không có dính dáng đến vấn đề hình sự vấn đề xì kê ma túy băng đảng tức là phải có cái người nào báo cáo witness nhân chứng bảo là à bây giờ tôi hay thấy là nửa đêm có người lạ đi ra đi vô rất là thường xuyên tấp đập thế này thế kia hoặc là thấy những người mà có vẻ giống như tước băng đạn hay là tattoo hay là như thế nào đó Thì, cũng thì... nghi vấn nào đúng rồi đó. phải có một cái gì đó một họ cái nghi vấn một... mà nó gọi là một uh, cái probability một... uh, reasonable đúng là, rồi là nó có một cái một cái mục đích một cái chủ ý như thế nào đó chúng ta đưa ra thì họ mới có thể là thì họ... quan tòa họ mới có thể họ ký cái trát tòa đó chứ không phải bất thình lình nhà muốn đến xét nhà ai cái rồi đưa cho quan tòa quan họ họ ký thì cái chuyện đó nó không có thể xảy ra được thành ra bởi vậy là, là quý vị là nên nắm vững hai cái vấn đề một cái loại cảnh sát bình thường đi truy án đi điều tra thì mình toàn quyền mình có toàn quyền mình từ chối còn cái loại mà cảnh sát mà mình là người đi xin mình xin thẻ xanh thì đương nhiên khi mình đi xin thì mình đã bị lỗ thế rồi đúng không nhưng mà theo ngọc diệu nghĩ um, nếu như mà có cái trường hợp đã xảy ra đây là một cái vấn đề nó cũng hơi khá tế nhị thì quý vị cũng nên uh, trình bày với lại luật sư của quý vị trong cái trường hợp của quý vị trước khi chuyện này nó xảy ra luật sư Hoàng nghĩ làm sao thì đương nhiên là nếu mà đến với tôi đó là những cặp vợ chồng mà khi mà làm giấy tờ đó thì là làm giấy tờ đàng hoàng thì tôi làm có những cặp như giấy tờ là quý vị biết là những cặp cây ngay sở di trú họ cũng biết là có những cặp vợ chồng làm giấy tờ giả mạo thì nó họ cũng nghi ngờ bởi vậy những cái cặp nào mà làm giấy tờ nghi ngờ thành ra người ta sẽ nghi giấy tờ nó sẽ không có đầy đủ mà khi mà ta trả lời hỏi đến tới mình thì mình trả lời trật đầu trật đuôi người ta nghi ngờ người ta có thể đậu một cái xe ven ở gần ừ. nhà mình người ta có ống nhòm ta surveillance ta canh nhà mình có có vợ chồng đi ra đi vô không thế như vậy hoặc là bất hình lình năm sáu giờ sáng họ tới họ gõ cửa họ do họ khám quần áo thế gì như vậy thành ra những cái trường hợp mà làm bậy thì rất là dễ bị thất bại cảm ơn luật sư hòa kính thưa quý vị xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng SPTN chúng tôi sẽ trở lại sau một phần một vài thông tin thương mại đã báo trời cho đài cảm ơn quý vị